Lượng xin kính chúc toàn thể quý cô bác một buổi sáng an lành, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hiện tại Lượng đang có mặt tại chợ phiên của trung tâm xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai các bác ạ. Chợ ở nơi đây thì họ vào sáng ngày thứ ba hàng tuần nhé. Bây giờ Lượng sẽ mời các bác cùng Lượng khám phá chợ phiên đầu xuân ở nơi đây họ có gì để bán nhé. Ở dọc theo đường lên chợ thì khu vực này Lượng thấy họ bán khá là nhiều dê này, lợn đen này và chó con nhé. Đây đa số là vật nuôi mà họ chăn thả tự nhiên nhá, không dùng cám tăng trọng đâu các bác ạ. Dê này thì thường thường họ chăn thả trên những cái đồi núi cao ấy. Những ngày chợ như này thì họ chở bằng xe máy ra chợ để trao đổi buôn bán các bác ạ. Em chào anh ạ. Anh cho em hỏi dê này anh bán bao tiền một con vậy ạ? Vâng, như con này. À, cái con non kia là 1 triệu. Thế còn con mẹ này? 3 triệu. Em cảm ơn nhé. Đang bên kia nhé, đầu xe bên kia. Các bác ạ, chợ phiên Cốc Ly là một trong cái chợ phiên bán nhiều dê nhất ở tỉnh Lào Cai. Vì là ở khu vực này họ chăn thả dê khá là nhiều. Anh cho em hỏi tí, dê này thì họ bán bao tiền con đấy? À, đôi à? À, đôi 5-6 triệu. À, dê của anh này à? Cháu chào cô nhá. Cháu sao bị ướt thế này à cô? Cháu cô sao bị ướt thế này à? Mấy con chó này nhìn thương thật. Đây khu vực này thì Lượng thấy họ bán lợn đen này rất là nhiều luôn. Lợn đen giống và lợn cam nách nha. Trên chợ ngày hôm nay thì họ mua bán trao đổi những cái vật nuôi khá là tấp nập. Cháu chào chú nhá. Chú ơi, cháu hỏi lợn này chú bán bao tiền một con đi ạ? Bao nhiêu à chú? Con này chỉ 2 triệu thôi. À, 2 triệu một con ạ. Cháu chào cô nhá. Cô cháu hỏi con lợn trong bao này cô bán bao nhiêu đấy ạ? 3 triệu rưỡi ạ. À. Ở khu vực chợ Châu thì cũng khá là lâu rồi Lượng mới thấy họp trở lại. Tại vì đợt trước có dịch Châu ấy, thì địa phương họ cũng cấm người dân mang Châu ra chợ đi bán. Bây giờ Lượng sẽ xuống khu vực dưới kia đưa các bác đi khám phá những con Châu đẹp. Cháu chào cô nhá. Vâng. Cô hôm nay đi bán Châu hay mua Châu vậy ạ? À? Cô đi bán Châu ạ. À, Châu cô đâu cô? Châu cô ở trên đây. À, trên. Châu... sau đây ạ. À?
À, con này à? Cặp này mới lại con bò. À vâng. Con này thì cô bán bao nhiêu tiền đây ạ? Con này nếu con mẹ không thì 45 ạ. À, nếu nguyên con mẹ 45. Cả con thì 50. À vâng ạ. Con này cô nuôi lâu chưa ạ? Con này nuôi được 7 năm rồi. À vâng. Để được hai đứa con. Bây giờ bán đi để nuôi con khác ạ? Ừ, vâng, nó cũng già tuổi rồi, bán đi để nuôi con trẻ hơn một tí. Dạ vâng, thế cô nhà ở Cốc Ly này luôn đấy ạ? Cô ở xã Nam Hoàn ạ. À, thế cô phải dắt đi từ sớm ấy nhỉ? Vâng, cô đi xe ô tô thôi ạ. À, thuê xe ô tô chở đi ạ? Con trai nhà cô khắc chữ trâu. À, vâng, vâng. Cháu cảm ơn cô nhá, chúc cô bán được lợn trâu nhá. Vâng, vâng, cảm ơn cháu ạ. Vâng. Đi qua cho đẹp đẹp nhé cháu nhé. Vâng, vâng. Để chào cho cô. Anh em nó xem. Vâng, chào cô nhé. Vâng. Thế chào chú nhé. Chú cháu hỏi con này chú bán bao nhiêu đấy ạ? Khoảng 50 thôi. À, 50 triệu à? Cháu chào các cô nhá. Các cô đi mua trâu hay bán trâu đi hả cô? Mua trâu ấy. À, mua trâu à? Tìm mua được con nào chưa cô? Không được đâu. À, chưa tìm được à? Ở khu vực bán trâu ấy thì cũng có những quán phở và quán nước để phục vụ bà con đi trao đổi buôn bán trâu trong những cái phiên chợ nhá. Các bác ạ, à, mỗi một phiên chợ như thế này thì thường thường có tầm mấy trăm con trâu được mang ra đây bán nhé. Bây giờ hiện tại là đầu năm, so với lại trâu vừa dịch xong ấy thì chợ trâu cũng vắng hơn so với mọi khi. Chợ Cốc Ly là một trong những cái chợ mệnh danh là chợ bán gia súc gia cầm lớn nhất ở tỉnh Lào Cai các bác ạ. Ở khu vực này thì họ cũng trao đổi buôn bán khá là nhiều những cái mặt hàng nông sản nha các bác ạ. Các bác ạ, hiện tại lượng di chuyển vào khu vực trong này thì thấy họ bán khá là nhiều củ sâm đương quy này. Sâm đương quy này cũng rất là to nhé. Đây các bác có thể thấy này, những củ sâm đương quy, một trong những cái đặc sản vùng cao. Nói chung là sâm đương quy mùa này đa số là củ bé bé như tầm này thôi. Đấy. Có chỗ thì củ to hơn tí. Và đây là cái củ thất diệm nhất chi hoa này các bác ạ. Còn hay gọi là củ rắn cắn này. Cái này thì họ đào trên rừng về nhá. Cái này thì vẫn còn nguyên rễ, nguyên củ này, nguyên thân và nguyên lá nhá. Các bác phải thấy này. Đấy. Thế này họ đào về được mấy ngày rồi nên là lá nó cũng hơi nhéo một tí. Cái này mang về trồng cũng vẫn được, mà mang về làm thuốc thì rất là tốt luôn, vì là nó rất là tươi nhé. Thật diệp nhất chi hoa. Bên này cũng có một cây này các bác ạ. Đấy. Cái cây này thì củ nó bé hơn cây vừa nãy, nhưng mà được cái thì lá nó rất là tốt này, các bác có thể thấy này. Đấy. Cái này thì nó bắt đầu có hoa rồi nhá. Bắt đầu có hoa rồi các bác ạ. Tính bao gồm hai cành, cành nào có hoa hết. Đấy, dưới này các bác có thấy không? Đấy, nó cũng có hoa rồi nhá. Nụ hoa nó đây. À, nhìn chị nhục khóc quá lên mà. Chị lắm chẳng nhục cơ. Cái củ này thì nó chắc phải rơi vào tầm từ 2 3 3 4 5 6 7 nó còn rơi tầm 7 đến 8 năm rồi các bác. Còn cái củ này rất là nhỏ. À, củ này họ không phải nhỏ đâu mà họ chặt hết một phần đi làm thuốc. Cái giống này thì nó mọc ở trên rừng già nhá. Bà con đi lên rừng tìm thuốc thì hoặc là như chăn trâu, chăn bò, chăn dê thì họ thấy họ lấy về mang ra chợ để bán để làm thuốc các bác ạ.
Đây các bác, cái củ này thì cô chặt từ cái củ kia về để làm thuốc. Thế cái này cô chặt bớt phần nào chưa hay nó vẫn còn nguyên này? Chặt bớt bớt một phần nhỉ? Vâng. Cái này thì cô mang đi làm thuốc à? Cái này thuốc chữa bệnh gì hả cô? Đấy là người yếu tí. Yếu tí là yếu thần đấy. Chữa như người Mông ở trên này thì họ chữa bệnh yếu tim thì các bác ạ. Ở đây thì họ có một ít củ ba kích tím rừng này, bổ thận tráng dương nha các bác, cái này mang về ngâm rượu hoặc đun nước uống này. Cái này thì họ lên rừng họ tìm được, nhưng mà họ để cũng khá là lâu rồi nên là cái lớp vỏ ngoài nó bị đổi màu một tí nhưng bên trong nó vẫn tím như thế nha các bác ạ. Đấy các bác có thể thấy này, nên là bên trong nó vẫn tím nguyên thôi nhá. Đấy nó vẫn tím nguyên như thế này thôi. Đây các bác có thấy nó tím không? Đấy, rượu vừa mới tách vào cái ít vỏ nó ra thấy nó tím như thế này rồi. Còn đây là những cái củ tam thất này, đặc sản ở vùng cao nhá. Cái này mang về ngâm rượu này, hầm gà, đun nước uống cũng được nhá. Ở đây thì cô có một ít tầm 1-2 cân thôi. Có lẽ là Lượng sẽ mua một ít về để tối nay hầm gà ăn. Cũng khá là lâu rồi không được ăn thịt gà hầm củ tam thất các bạn ạ. Ai có nhu cầu mua những cái mặt hàng như củ tam thất này về ngâm rượu để chữa bệnh này, hoặc là hầm gà hầm thịt này, đấy, thì vui lòng liên hệ với Lượng nha, số điện thoại Lượng để ở góc video. Còn đây là thảo quả này, một trong những gia vị đặc sản của Tây Bắc nha các bạn ạ. Cái này thì ngày trước là mọc thiên nhiên ở trên rừng già thôi, bây giờ thì họ phải trồng nhá, nhưng mà trồng cũng phải trồng trong rừng già các bác ạ. Đây các bác ạ, Lượng có di chuyển vào trong này thì thấy họ bán củ sâm đương quy ở đây to hơn ở ngoài kia cơ. Đây thì có tầm 2 đến 3 cân thôi. Đấy, củ sâm đương quy đây rất là thơm nhá. Này thường thường thì Lượng hay mang về ngâm rượu, những củ này ngâm rượu thì rất là thơm luôn này. Đồng bào vùng cao thì họ mang về nấu thịt gà, thịt lợn hầm xương ăn rất là ngon nhá. Họ đun nước uống. Còn cái lá thì mang đi xào thịt vịt, à nhầm, xào thịt trâu, thịt bò ăn này. Ở đây thì Lượng thấy họ bán một ít hồng sâm này. Cái giống này rất là hiếm nhá. Củ rất là thơm luôn các bác ạ. Củ thì to tầm ngón tay cái đổ lại thôi. Ở đây thì Lượng thấy họ bán những cái củ mang rừng đặc sản ở vùng cao nhá. Đây thì họ đào ở trên rừng già về. Các bác ạ, đây là cách mà đồng bào vùng cao họ thử nông cụ này. Họ kiểm tra xem có thép không thì họ mới mua về sử dụng nhá. Em chào anh chị nhá. Anh chị đi bán gà à? Mua à? Ôi mình mua làm gì mà nhiều này anh? Ăn đám cưới à? À vâng. Hạ chùm tụt lại nhiệt miệng vui miệng Thảo Liên. Đây là trang phục của đồng bào người Hơ Mông Hoa ở trên khu vực tỉnh Lào Cai mình nhá các bác ạ. Nên rất an toàn cho người già. Các bác ạ, hiện tại đang vào vụ gieo trồng nên là bà con ở đây họ đi mua những cái giống ngô này về để gieo trồng để nuôi gà, nuôi gia súc gia cầm nhé. Ngay trước mặt Lượng đây thì họ bán một số đặc sản vùng cao. Đây là những cái củ ấu tàu này các bác ạ.
Cái này dùng để nấu cháo dinh dưỡng rất là tốt nhá. Đấy, với lại cái này dùng để ngâm rượu, là thuốc xóa bóp này. Gừng. Đa số là họ trồng cái gừng này thì họ trồng ở trên những cái nương cao đấy. Em chào anh ạ. Đương quy mùa này có vẻ củ nó nhỏ nhỉ anh nhỉ? Đây các bác ạ, đây là những cái củ sâm đương quy đặc sản vùng cao nhá. Cái lá thì mang về xào thịt trâu thịt bò được anh nhỉ? À, đấy, đây là cái lá của nó này. Còn đây là cái củ nhá, củ thì mang về ngâm rượu. Đấy, xào trâu bò gà được hết này. À. Cái này củ cũng non thôi. Đấy, các bác có thấy này. Cái này nó rất nhiều công dụng nhá. Lượng cũng giới thiệu rất nhiều công dụng của củ sâm đương quy rồi. Các bác có thể tham khảo lại những cái video cũ nhé. Đây là bột ớt gác bếp này. Đấy, một trong những gia vị không thể thiếu được đồng bào vùng cao họ ai sử dụng trong những bữa ăn hàng ngày. Và hạt rau cải mèo và hạt dưa mèo đây. Đấy. Các bác ạ, đây là gian hàng họ bán thuốc nam gia truyền mà họ tự đi nhặt trên rừng nhá. Toàn những cái hương liệu thiên nhiên thôi. Em chào chị nhá. Chị ơi, cái này là cái hạt dưa mèo đấy ạ? Cái này là gọi là dưa bở đấy. À, dưa bở chứ ạ? Chị không có hạt dưa mèo à chị? Có hạt dưa mèo không? Tưởng có, em mua một ít về. Ở bên kia có à? Ừ, tí em sang mua. Cái này là cái chai thuốc chữa đau xương khớp nhỉ chị? À. Này dùng để xoa bóp nhỉ chị nhỉ? Đấy. Các bạn ạ, cái này nếu mà bị ngã xe hoặc là bị làm sao đau chân đau tay ấy, thì các bác mang về xoa bóp nhé. Cái này thì họ ngâm rượu cũng khá là lâu rồi. Thì, việc chỉ việc mang về xoa bóp thôi. Đấy. Tất cả các loại thuốc này. Cháu chào cô nhá. Nay bán được nhiều đồ chưa cô? Không biết tiếng phổ thông ạ. Cái này bán bao nhiêu đây? Bán cháu một ít về trồng. Cái này là mình tự để giống à? À, đây là hạt dưa mèo này các bác ạ. Lượng sẽ mua một ít về. Em chào anh ạ. Mà anh bán những cái loại thuốc gì để anh? Đây đủ các kiểu mà. À, đủ các loại thuốc. Cái này là mình tự nhặt đấy à? Vâng. Cái này mua có một số là mua. À, một số phải đi mua ấy, mình không nhặt được phải vâng. Đi mua ạ. Mua bà con lên rừng nhé. Cái vàng vàng này thuốc gì để anh? Cái này là xương khớp. À, chữa bệnh xương khớp ạ? Vâng. Còn cái bên cạnh này à? Cái này là dạ dày. Dạ dày. Dạ dày viêm phổi. Vâng. Thuốc trĩ, nội trĩ ngoại có hết đúng không ạ? Có hết. À, tất cả các loại thuốc luôn nhỉ? Vâng. À, xoang trước có hết đúng không ạ? Có hết à. À, nói chung là những cái mặt hàng thuốc thì có hết đúng không? Vâng. À, cái này là cái sâu chít đấy. Vâng. À, cái sâu chít mà cái này phơi khô vậy ạ? Phơi khô rồi. Cái này là cây, không phải là sâu chít, cây. Dạ? Cái này là cây mà. Cây à? Tưởng là sâu chít, cái này dùng để chữa bệnh à? Vâng. À, tưởng sâu chít cơ, nhìn tưởng sâu chít. Ôi, cái này là cái củ cây 75 một hoa anh nhỉ? Vâng, vâng, đúng rồi. Cái này thì dùng để làm gì đây anh? Cái này là dùng chữa nhiều bệnh này, cái này là dùng tăng cường sức khỏe này. Rồi lại bệnh nào nó hợp lý, hợp dùng thì dùng mới dùng. À, vâng. Ở góc bên này có một ông chú bán khá là nhiều thuốc này. Cháu chào chú ạ. Cháu xem thuốc nhà chú tí nhá. Trước mặt lượng đây là... Dạ vâng. Trước mặt lượng đây là cái này là cái cây mũ tần nhà chú nhỉ. Đấy. Dùng để ngâm rượu hoặc đun nước uống này. Bổ thận tráng dương nha các bác ạ. Rất là nhiều loại thuốc luôn này. Cái túi này là thuốc gì đây chú? Cái này là thuốc mất ngủ. À, chị bệnh mất ngủ luôn ạ. Đun nước uống đây ạ? Vâng. À vâng. Cái này là hoa lao. À, chữa bệnh hoa lao ạ. À. Thế còn cái gói này ạ?
với này, yeah, vâng. Với này là chữa về gan mờ. À, chữa bệnh gan. Thế còn cái túi kia, túi này à? Cái này sợi thần. Vâng, còn cái này à? Cái này còn đáy bốt đáy rắt. À, thế là nếu mà đáy bốt đáy rắt thì mang phải đun nước uống ạ. À? Còn cái này là cái nghệ đen đúng không ạ? Vâng. À. Chú có bột nghệ đen không? Cho mua một ít. Không, chưa sai được luôn. À, thích chú có nhiều hay là có mỗi tí bằng này thôi? Vâng. Đây trước mặt lượng đây là cây húng vịt này. Tô một tí này có nói không? Thì ruộng giống này dùng để pha tí canh vịt hoặc nước chấm thì tuyệt vời nhỉ chú nhỉ? À, người Mông mình dùng làm thuốc ạ. À. Vâng, mang về làm gia vị thức ăn. À. Cái này dùng để làm thuốc gì hả chú? À, rắn cắn chó cắn ạ. Cái này cũng thơm ấy. Đấy, cái húng vịt này. À, vâng. Húng vịt này họ bán khá là nhiều. Vào khu vực bên trong này thì lượng thấy họ bán khá là nhiều những cái mặt hàng thuốc mà họ đi nhặt được này. Đây lượng thấy họ có một ít sâm đường quy họ phơi khô để mang đi làm thuốc này. Và đây là hoa tam thất và củ tam thất phơi khô nhé. Sâm đường quy này phơi khô nó rất là vàng luôn này. Cái này vị nó rất là thơm, cái này dùng để làm thuốc nhé. Hoặc là mang về ngâm rượu các bác ạ. Cái này thì làm thuốc nó sẽ hợp lý hơn. Cháu chào cô ạ. Cô cháu hỏi cái sâm đương quy này dùng để làm thuốc gì đây ạ? Dạ? Dạ? Đau bụng ạ? Bổ sức khỏe. Đến chào chú nhá. Nay bán được nhiều măng chưa chú? Có giờ nhiều lắm. Măng này mình tìm về lâu chưa ạ? Tìm hôm qua thôi. Hôm qua tìm, ôi trời măng đẹp nhỉ. Ờ, được tìm hôm qua trong tháng này từ bối dưới ở gian này. Xuất phát từ nhà ra. Một ngày gì đàn 200 nghìn thôi. Ngày đàn 200 nghìn à. Bây giờ củ nào được tầm cân không ạ? À, tôi làm 1 cân hết cái này. À, 1 cân 1 củ đấy ạ. À. À. Đây, cân dưới rồi. À, vâng. Ây da, chú... lên rừng đào măng còn nhặt ít một rau rừng măng rau dớn rừng về nữa cơ. Đấy, rau dớn rừng này các bác ạ, cái này dùng để xào ăn này hoặc là nộm nhá, nộm với lạc, vừng lạc rất là ngon luôn ấy. Đâu? Em chào anh nhá. Đây là thuốc à anh? Nói cho tao một thì lỗ. À. Được nhận ra đây là cái gì rồi? Đây là cái cây mật gấu đúng không ạ? Cái cây nhỏ là mật gấu. Cái bổ máu. À, chờ để lâu quá nó phai màu đi. Lúc đầu không nhận ra các bác ạ. Cái mật gấu bác ạ. Cái mật gấu. Cái này đun nước uống nhỉ? À, cái đắng đắng ấy. Chữa bệnh gan ấy nhỉ? Vâng, chữa gan rất là tốt luôn ấy. Vâng, em cảm ơn nhé. Ở bên này thì có những bà cô họ bán rau cải họ trồng được và một số kiểu lạc này và rau dớn rừng này các bác ạ. Rau dớn này thì họ nhặt về nhé. Nhặt ở theo những cái bờ suối hoặc là trên rừng về. Cái chết nhà tôi mua lá. Mua là nói chung cái rau dớn này hoàn toàn thiên nhiên nha các bác ạ, không có tí thuốc trừ sâu nào đâu. Nói chung là đồng bào vùng cao ấy họ hay nhặt những cái rau rừng này về ăn này, rất là đảm bảo sức khỏe luôn. Cháu chào bà nhá. Bà bán gia vị thức ăn. Đây là những cái quả thảo quả này, đặc sản Tây Bắc nha các bác ạ.
mở ra, cứ mở ra xem. Đây là hoa hôi. Hai cái thứ này dùng để nấu những cái nồi thang cố. Rất là tuyệt vời luôn nhé. Đây là mắc khén rừng, đặc sản ở Tây Bắc. Còn đây là tương ớt này. Tương ớt này mình tự làm hả cô? Đây những cái chai tương ớt họ làm thủ công này. Ở đây là khu vực họ bán rượu ngô này, rượu ngô men lá truyền thống của đồng bào người Mông ở vùng cao Tây Bắc nhé các bác ạ. Hiện tại thì Lượng vừa di chuyển đến khu vực ẩm thực của chợ phiên Cốc Ly này. Ở đây thì có khá là nhiều những cái món ăn đặc sản của vùng cao Tây Bắc nhé. Đây là thịt gà đen các bác ạ. Thịt gà họ thả rông chạy bộ. Còn đây là cái nồi ốc đậu này, một trong những cái món ăn không thể thiếu được của đồng bào người vùng cao nhé. Như vậy thế à? Chào bà chủ nhá. Hôm nay bán được nhiều chưa? Được nhiều rồi, một chậu thang cố hết rồi. Bán được một chậu thang cố rồi cơ à? Đây các bác có thể thấy cái chậu thịt dê đây. Rất là ngon và hấp dẫn nhé các bác ạ. Thường thường thì Lượng đi chợ phiên ở đây thì đa số là Lượng thưởng thức thịt dê thôi. Các bác có dịp mà đi qua đây thì hãy thưởng thức ít thịt dê và ít canh dê nhé. Trong kia là cái túi gì đấy cô? Túi đây á? Vâng. Gia vị. Gia vị cho vào trong túi á. Wow, đây là những cái bát tiếp canh dê này các bác ạ. Nói chung là cái canh dê này ăn rất là mát và bổ nhé. Các bác có thấy chưa? Cái này gì? Cái này pịa dê à chú? Nhiều khá chế. Cháu biết được cái này không? Cháu không ăn được đâu. Cái này bán bát bao nhiêu đấy ạ? 20.000. Ngày hôm nay cô mổ mấy con nhỉ cô? Hôm nay là một con thôi. Đầu năm nên là mổ ít hơn. Đầu năm một con. Cuối năm thì mới hai con. Nhưng mà hôm nay một con là to. Con này mổ bao nhiêu cân nhỉ? Con này hôm nay là 45 cân. Ôi trời. Được hay cái đi hả cô? Con cái thôi. Hôm nào lên ăn cà dê. Tuần sau cô mổ dê được đi, cháu ăn cà ủng hộ cô. Ăn cà. Này ăn thịt với ăn tiết canh thôi. Dạ. Bắp bịa này đặc thế hả cô? Chín rồi nhưng mà sao đặc thế ạ? Cái này mình còn pha thêm mà. Cái này phải pha nước quá. Cái này chưa pha cái gì đâu. Còn làm thế đặc thế. Đấy là chai tương hả cô? Chai tương. Chào anh nhá. Mời em bác nhá. Các bác ạ, hiện tại thì Lượng có gọi một ít thịt dê này ra để thưởng thức này. Thịt dê thì Lượng sẽ lấy tổng hợp nhá. Một ít dạ dày này, một ít lòng này, tim này, lưỡi này. Đấy. Còn đây là cái bát nội nước chấm này. Đấy.
Còn đây là ba tê canh dê nhá. Giờ lượng người ăn sáng đã, mời các bạn ăn sáng cùng lượng. Rất là ngon các bạn. Nói chung cái bát nước chấm ở đây thì họ pha chế một cách rất đặc biệt và có vị cay của ớt vùng cao riêng nhé. Được, mời các bạn ăn sáng nhé. Một miếng lòng dê này. Rồi, mời các bạn ăn sáng nha. Các bạn, nói chung là mỗi lần đi chợ phiên Cốc Ly này thì Lượng sẽ phải thưởng thức một bát tiết canh dê nhé. Thì ở đây họ đánh khá là đảm bảo nhé. Ừ, rất là ngon luôn. Mời các bác nha. Đấy. Các bác ạ, thường thường những bà cô người Mông họ đi chợ thì họ sẽ dùng cái ba lô hoặc là cái gùi đi chợ để gùi đồ nhé. Cháu chào cô ạ. Cái này là phở mình tự làm à cô? Vâng, phở mình tự làm đấy. Làm từ gạo nếp hay gạo tẻ đấy ạ cô? 20.000 một túi. 20.000 một túi ạ? Vâng. Nhưng mà làm từ gạo nếp hay gạo tẻ đấy ạ? Hả? Làm từ gạo nếp hay gạo tẻ đấy ạ? Vâng. Đây thì họ bán gạo gạo nương làm đấy. Gạo nương ạ? À. Gạo nương thì là gạo mình sắt cái hạt nó đỏ đỏ ấy. À, vâng vâng. À, nếp cẩm các bác ạ. Vâng. Đây thì họ bán kèm cả rau thơm và túi nước chấm luôn nhá. Đấy nhá bà. Sau. Để cho bọn chú sai nhá. Mong khi đi tiêu ông đã sân bà gặp sân là đồng giá của chúng em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.